vậy? Ôi, ê, nó bự lắm nè. Bự lắm. Nó nói cái này đi quay á, mà trốn nó mất tiêu không biết nữa. Nó nói xạo mày đó, mày nghe lời nó. Quá trời quạo rồi, mệt mỏi quá rồi. Có thì nó dốc quá. Cái người ta gà đồng không mong quạnh như nè, rồi xong cái đi bỏ người ta. Em mà gặp một cái ha, em bẻ cổ ha, em dặn họng ha. Tao cắt cái đầu nó, tao lời, tao nhổ tóc nó. Nè, dính vô âm này là hai ổng nặng. Thôi mình đi kiếm hai ổng. Bá vô nhà đại chiến. Kìa ổng kìa. Ngạc. Làm gì bên đây đấy, mình đi quay mà trốn mất tiêu vậy? Ủa hai em đi đâu vậy? Đi ghé ba anh nè, rủ hai đây rồi đi đâu mất tiêu. Biết nắng rồi người ta đi mệt lắm không? Đi gì bữa nay? Thì anh kêu đi quay rồi đi quay gì? Anh hỏi sao? Rồi sao? Giờ ruộng cắt hết trơn rồi. Bỏ người ta vậy đó, đánh người ta. Ruộng cắt hết trơn rồi, biết quay gì? Giờ chắc đi kiếm kiếm bắt cá quá. Cá đâu? Đồng không mong quạnh gì cá đâu. À nước, trời ơi kia nãy thấy nước cũng cạn kìa. Giờ mình đi bắt thử đi. Giờ vậy đi. Hai anh đi bắt cá, rồi hai em đi bẻ gao đi. Rồi nhắm chưa có cá không mà kia đi bẻ gao. Chắc có mà. Chắc mà là chắc chữ chưa. Mời về mà không có đi. Anh này anh Kiệt. Đi bẻ gao đi, hai anh đi bắt cá rồi biết. Chắc là có. Có là có, chắc có mà. Chị hai đi, em đi bẻ gao đó. Bẻ gao đi. Không có là nhắm khổ hai anh. Mình đứng đâu? Cái giò. Không phải hả? Cái giò. Trời ơi, tưởng cá lóc không à. Nè, đây bò cá là. Ê, ơi. Cung cá lại cho. Dữ chạy. Thấy chưa? Ghê quá. Ê, kiểu như mình về mò mà không có cá, hai nhóc kia về nó chửi chết luôn ha. Dạ. Chết rồi. Bây giờ mò cá không con cá nào chưa? Sao nói với tụi kia đi trời. Sao? Mệt thiệt chứ. Hai đứa kia mà lại nó thấy mình vậy á, là nó chửi mình chết luôn. Sao rồi, có cá không hay không? Có không? Có trong vô nè. Đâu mà coi. Tới một con cá luôn à. Tụi tôi bẻ gào. Trời ơi, sao kêu tôi đi bẻ gào? Đá rớt xuống dưới vậy trời. Ông Kiệt ơi là ông Kiệt. Tặng em một bó gào, anh tặng em không có con cá nào trơn vậy? Gọi về ăn gáo không có gì. Chứ còn mà em muốn được nhiêu nữa. Hay là ông ăn cái đó đi nha. Rồi tối ngủ ở đây luôn đi nha. Mệt quá à. Mà không có được gì cho á. Để coi tụi tôi nè. Không có cá rồi biết sao giờ. Để tụi em mò cho. Thôi, rồi tối là tính sao. Có cá là tính sao. Giờ có gao luôn nè. Rồi ta mò có cá là tính sao. Mà dẫn em đi thả diều. Dữ quá hả. Mệt quá à. Giờ coi này không thả thì mới thả. Chứ giờ này tối rồi em. Tối thì tối chứ. Tối đó anh thấy không, mặt trời còn trên đất kìa. Nó chưa có lặn mà. Ê nhắm có không? Có. Coi chú tôi nè. Ở đây mò rồi ơi. Vậy để tôi chú mò lại. Ờ sao đúng vậy? Mấy anh xui lắm. Để tụi em cho. Ê. Từ từ nha cá đó. Cá đầm á. Mày bắt giò tao. Ủa vậy hả? Cái gì? À, cá gì vậy? Cá lóc. Ôi bự lắm bự. Ủa? Lắm. Nó bự lắm luôn á. Thì không? Thiệt. Dốc anh nè. Ai dốc anh gì? Có anh dốc hai em á. Y cô gạt có rồi bôi. Sao nãy mình mổ không có ta? Ai biết đâu. Thôi thôi em không có để gì ăn nữa chứ. Hai đồ xui xẻo. Mày đòi một, đi một cá. Ê. Ủa. Ủa. Chào bá luôn. Mày quay cầm em, quay cầm em. Nè. Thấy hai đứa tụi ghê chưa? Ghê quá rồi. Những con người may mắn. May mắn. Cá này về hưởng cho cá luôn. Lấy cái hùng lại coi. Đá, đá. Ê, coi còn không? Chắc còn à. Còn là tính sao? Tao thử coi. Không, nó hết rồi. Rồi, đi thử đi. Vừa là có rồi đó. Nè, 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 trời ơi, đi trước nè. Đi rồi, em đi đi. Để em đi cho. Đi bắt coi có nghe. Ờ. Không có làm ăn cái gì được á. Ơi. Chết rồi. Cái vậy? Ôi. Ê, nó bự lắm nè. Bự lắm, bự lắm. Chửi trời. Chửi trời. Thấy em tôi chưa? Ai như hai anh đâu? Dạ. Thì hoàng theo con cá mà bơi ra một cái được hay không biết? Biết gì trời. Ủa, cái té luôn. Có không? Nó chạy nè.
Đây em bắt ai sờ chắc có được. Cái gì vậy? Ủa? Cái gì vậy? Sao kỳ quá vậy? Vậy? Mới bò ngay ngang luôn không có vậy? Đi chưa đi chưa? Dính nữa rồi. Con trai gì mày? Trời. Chị nó xuống nè, em mà. Đâu, có ngang luôn, thấy luôn á. Hai chắc giỏ thiệt coi. Cua nha. Trời ơi, món cá mà đi trước mà. Quên đi, chú đi. Cho hai đứa ngoài đi coi. Có gì không em? Có con cá sang gồ. Ê đau quá rồi. Ê bắt ra. Ê ê ê ê ê ê ê ê buông để anh dính được con chết tới số gì ở con nữa để mắt con sang gồ kìa. Ý ý coi kìa em thấy mà em bắt cho rồi rồi bắt đi mày mắt thì mày đi. Dạ. Ừ, nằm đèo dạ. Hả? Cầm đau thiệt. Ê, như con cua chứ. Dạ. Có cái khác rồi. Để em bắt cho. Có một cái hang mà tới ba người già rồi. Rồi, em bắt đi. Còn không? Còn á, cầm đau quá à. Chửi ra nghe. Đến nào? Thôi bây giờ thấy như đây cũng đủ rồi. Bây giờ mình chế biến đi. Giờ làm món gì ta? Đi nướng gom đi. Cứ gom nè, mình nướng gom đi. Em phải ăn con bự nhất. Rồi, ok, giờ mình đi nướng gom đi. Hai anh không được ăn gì hết. Ai bắt con nào thì người đó không được bắt được con nào hết. Không có, tôi không mà. Nướng xíu, cho mèo tên có đồng hút nữa. Dạ. Trời ơi, trời. Ủa, cái gì vậy? 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 Ai tính rồi nói này thì chắc là bộ bố này. Nước cửa nó cao lên. Chưa thành quả mà chưa thành quả. Bây giờ mình đem nướng vậy đi nướng em ơi thành quả gì đâu em hả không có biết gì đâu quê nhẹ lắm trời nướng mới có ăn mới có thành quả em ơi để em lấy cá để uống cho hai người ăn không đấy. Ê, rồi vậy sao lấy nó nhút vặt hả? Nóng rồi, nóng. Ê! Em sẽ không được sống mạnh thôi. Em sẽ không được sống cá. Ha ha ha. Cá gì mà. Yeah.
tới rồi đây. Mới vô nhà của cô mình xin được chén muối. Dữ gì sao? Được cái chanh nha các bạn. Dữ gì ha? Ờ. Mấy bạn, ai là bạn của anh? Thì em đó. Em là bạn đó. Vậy là anh phải kêu tới bằng bạn. Ờ. Chứ đàng hoàng. Kêu do là kêu lại coi. Nghe mấy bạn. Trời ơi. Thân cô nè. Kêu cái không muốn cho ăn luôn. Wow. Ngồi đang quỷ. Thiệt là cái gùa nè em. Dạ. Em nào? Em này. Bạn cũng chịu, em cũng chịu. Ê quên nữa. Ê hồi nãy em bẻ rau. Em khiến con. Con rau để đâu rồi? Dạ. Dạ nó đang tiếp theo á. Có rồi, chi vậy? Rồi. Dính nọ không rồi sao ăn? Anh ăn cho. Dì anh ăn nha. Rồi em đi. Trời ơi, bốc khói nữa. Ngon. Ơi ăn với da nè. Ơi ngon. Có ốc đồng ngon. Cái này rau gì vậy ta? Mai mốt làm nữa nha. Ơi cái này là cái gì nè quên rồi. Cái này là gì quên rồi, cái này là gì quên rồi. Giống sung quá hả? Không phải. Đọc dừng nha em. Đọc dừng đúng rồi đó. Bẻ mà em biết. Em bẻ. Em nhớ là nó ăn được thôi chứ em muốn quên cái tên rồi. Cái này là lá cách nè, cái này thì em biết. Rồi cái này là gì á? Đâu có rau này với em. Ờ gì biết ăn lá cách luôn hả? Con chỉ biết ăn cái này không? Vô ngâm rồi. Mẹ tập ăn thế. Biết sợ lắm. Mày nhìn nè. Em con chuột lột dữ trời. Trời chắc ở đây ai cũng sạch sẽ hết trơn á. Nói cái vụ bắt không? Của anh bắt nè, ăn đi. Nè. Cá này cá em bắt mà. Bỏ xuống ra em lặt. Không nó. Cá này là cá nè. Thôi bẻ ra. Cá của anh bắt đó. Cảm ơn nha. Còn mấy cái này, còn mấy cái này của em. Ngồi vậy. Tại anh đâu bắt được cá đâu. Ừ. Anh nướng cá mà. Anh nướng thì anh nướng cho toàn cá là tụi em không có kêu. Tụi em đâu có kêu nướng đâu. Vì cá không nướng làm gian trời. Đúng rồi. Tại mấy là tụi em tự nướng được. Tại mấy anh muốn nướng. Tự nhiên cái tụi anh đâu phi vô cho anh nướng là sao. Nên ăn hết đó nghỉ nha. Quay. Có ăn lấy cá về nha. Ơi trời ơi. Giờ mình chuẩn bị dọn dẹp đi vô nha. Chúc tụi anh em mình dẹp gom đó nha mọi người. Để rửa gần gom lâu này cũng bị cháy. Thì á, ngày hẹn mọi người clip sau nha. Clip sau tụi mình sẽ đi bắt chuột nha mọi người. Lại một clip trở về tuổi thơ nữa nha. Đi bắt chuột. Mà bắt chuột với chiều này thì chắc đem diều theo thả luôn nha. Anh hứa thả cho em diều mà. Cho trở về tuổi thơ. Đúng có rồi, thả nhớ thả diều. Em chưa trong từng lúc được thả diều. Trong lúc trời nướng mình thả diều. Đúng rồi. Được. Trong lúc trời chín. Trời nướng chuột chín. À, okay. Biết bắt có không trời, biết bắt có nữa. Hay mà hai quá. Anh ơi, có hai anh bắt không có đó. Vậy thôi, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người tí sao. Bye bye. Hay, dẹp đi. Chưa ăn.